có nên trồng những cây sung ghép không? Cái này thì tùy mọi người thôi nha. Bởi vì theo như mình thấy thì nó sẽ có cái điểm mạnh và cái điểm yếu của cái cây sung ghép. Ví dụ như cái điểm mạnh của cây sung ghép thì thứ nhất là gốc nó sẽ khỏe. Bởi vì thường là ghép là người ta sẽ ghép với những cái loại phổ thông, loại gốc khỏe, để mà cái cây nó có cái sức sống mạnh hơn. Đó là cái điểm mạnh. Điểm mạnh thứ hai nữa đó là một cái cây ghép thì có khi cho được 2 đến 3 loại trái. Như cái cây này nè, ở đây thì có cái trái phổ thông, trái màu nâu, trái Black Genoa ha. Còn ở đây có thêm một cái giống trái gì mà Trúc quên tên mất rồi. Cho mọi người coi xíu, qua đây xíu. Đây, trái này nè mọi người nhìn nè, nó rất là nhiều trái. Và cái giống đó thì khi mà chín thì cái trái nó sẽ sọc mọi người. Nó sẽ hơi sọc đỏ. Thì đó, một cây mà nó có thể cho được 2 trái như thế này, thậm chí là 3 trái, có khi là có trái vàng rồi cái trái xanh nữa kìa. Như vậy thì tùy mọi người chọn thôi nha. Nhưng mà điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó là nó không phải là cái cây thuần chủng. Cái giá trị nó sẽ không cao bằng cái cây thuần chủng nha mọi người. Nhưng ghép thì nó lại được nhiều trái, nhiều loại màu. Thì mình có thể ít đất thì mình có thể trồng trong một cái chậu mà mình có thể có được 3-4 loại trên một cái cây. Thích cái nào thì mình chọn cái đó thôi.